Kênh dịch thuật Vinasai, kênh thông tin bổ ích về chuyên ngành dịch thuật. Hiểu chi tiết về dịch thuật công chứng từ A đến Z. Nhiều khách hàng cứ nghĩ công chứng giấy tờ và dịch thuật công chứng là giống nhau và gặp không ít những khó khăn trong quá trình đi mang tài liệu dịch thuật đi công chứng. Vậy để giúp khách hàng nắm rõ những thông tin về hoạt động dịch thuật công chứng bản dịch, thì dưới đây là một số những vấn đề câu hỏi thường gặp trong quá trình làm việc với khách hàng được dịch thuật Vinasai tổng hợp lại cho bạn tiện tham khảo nhằm đưa ra những phương án tốt nhất cho mình. Những khái niệm cơ bản về dịch thuật công chứng bạn cần biết. Dịch thuật công chứng là gì? Cần phải chuẩn bị gì khi đi dịch thuật công chứng? Những loại tài liệu nào cần được dịch thuật công chứng? Giá trị giao dịch của dấu tư pháp nhà nước và con dấu từ các văn phòng công chứng có như nhau? Tất cả những câu hỏi, vấn đề liên quan tới dịch vụ dịch thuật công chứng, dịch thuật Vinasai sẽ tổng hợp và trả lời lại bạn tại clip này để giúp quá trình theo dõi của bạn được tiện lợi và dễ dàng hơn. Theo như định nghĩa được công bố tại Wikipedia, thì dịch thuật công chứng là dịch vụ chuyển ngôn ngữ của những tài liệu có con dấu pháp lý của một tổ chức hoặc một cơ quan nào đó sang một ngôn ngữ đích theo nhu cầu của khách hàng, dịch thuật. Sau đó, những tài liệu này sẽ được đưa đến phòng tư pháp, thường là của nhà nước, để chứng thực rằng bản dịch đó là chính xác so với tài liệu gốc, công chứng, có chữ ký của người dịch đã được niêm yết tại văn phòng tư pháp. Một điểm lưu ý là đối với tài liệu nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan ngoại giao trước khi tiến hành dịch thuật và công chứng tư pháp. Ngoại trừ trường hợp văn bản, tài liệu của một quốc gia được miễn hợp thức hóa theo Hiệp định Tương trợ Tư pháp và Hiệp định lãnh sự giữa Việt Nam và quốc gia đó. Sự khác nhau giữa dấu của công ty dịch thuật và dấu của văn phòng công chứng tư pháp. Đây là câu hỏi nhiều khách hàng băn khoăn và lúng túng nhất. Thông thường khách hàng chỉ muốn dịch thuật công chứng nhà nước, tư pháp nhà nước, chứ không muốn thông qua các văn phòng công chứng. Vậy điều này có thực sự đúng? Có 3 hình thức chứng thực bản dịch. Chứng thực bản dịch của công ty dịch thuật có chức năng dịch thuật. Chứng thực bản dịch của phòng tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, công chứng nhà nước. Chứng thực bản dịch của công chứng viên thuộc văn phòng công chứng tư nhân. Cả 3 hình thức này đều có giá trị pháp lý, đều được xác định bởi một cơ quan có tư cách pháp nhân, xác nhận chữ ký của người dịch, trong đó người dịch cam đoan dịch đúng nội dung từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tùy vào mục đích sử dụng cũng như các cơ quan quý khách dự định nộp hồ sơ vào. Họ yêu cầu bản dịch phải được chứng thực bởi cơ quan nào để quý khách chọn lựa hình thức cho phù hợp và tiết kiệm chi phí thời gian. Khách hàng lưu ý, giá trị pháp lý của các bản dịch thuật công chứng dù là nhà nước hay các văn phòng công chứng là như nhau. Tuy nhiên, có một số đại sứ quán, ví dụ Hàn Quốc, thì lại yêu cầu bản dịch thuật công chứng nhà nước. Chính vì vậy, bạn cần cân nhắc nhu cầu sử dụng bản dịch thuật công chứng với từng mục đích nhất định. Bản dịch chỉ có dấu của văn phòng công chứng có giá trị như thế nào? Đối với những văn bản giấy tờ thông thường có đủ các yếu tố hợp pháp, hợp lệ theo quy định của pháp luật, thì khách hàng chỉ muốn lấy dấu của văn phòng. Bản dịch của văn phòng công chứng trả cho khách hàng là bản dịch có đóng dấu của văn phòng, không thu tiền dấu. Với mẫu lời chứng 11 gồm lời cam đoan dịch chính xác của người dịch và lời chứng của văn phòng về người dịch. Đối với văn bản giấy tờ có tính pháp lý chưa hội đủ các yếu tố hợp pháp, hợp lệ theo quy định của pháp luật, bản dịch của văn phòng công chứng trả cho khách hàng là bản dịch có đóng dấu của văn phòng, không thu tiền dấu với mẫu lời chứng 12 gồm lời cam đoan dịch chính xác của người dịch, lời chứng của văn phòng về người dịch và ghi rõ văn phòng không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, hợp pháp của văn bản giao dịch và đính kèm của khách hàng để cơ quan tiếp nhận bản dịch biết tự phải có trách nhiệm giám sát hồ sơ của khách hàng nếu có cần thiết. Vì vậy, nội dung và chất lượng bản dịch của văn phòng khi đã đến tay khách hàng là hoàn toàn như nhau trong mọi trường hợp, không phụ thuộc vào việc có đóng dấu của nhà nước, văn phòng hay không đóng dấu, nhưng luôn luôn có giá trị giao dịch về nội dung. Điểm khác biệt chỉ là ở chỗ lời chứng của văn phòng vào bản dịch tùy theo từng trường hợp, phụ thuộc vào văn bản đem dịch và nguyện vọng khách hàng. Văn bản giấy tờ gửi qua email thì có dịch công chứng tại văn phòng được không? Theo quy định chung thì nếu chưa có bản gốc, giao chờ gửi theo đường bưu điện thì văn phòng công chứng hoặc công ty dịch thuật Vinasai chỉ có thể nhận dịch chính xác cho khách hàng để người dịch có thể đi làm thủ tục chứng thực tư pháp, công chứng nhà nước thì khách hàng bắt buộc phải xuất trình bản gốc để kiểm tra và đối chiếu. Tôi có thể yêu cầu người dịch văn bản theo ý tôi không? Điều này về nguyên tắc là không được, nhưng người dịch công chứng phải cam kết trước pháp luật dịch chính xác với bản đính kèm và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về bản dịch.
đây là quy định của pháp luật. Chính vì bản dịch phải chính xác, độc lập, khách quan, công tâm, nên bản dịch công chứng mới có độ tin cậy cao và được mọi cơ quan tin tưởng, chấp nhận. Mặc dù vậy, văn phòng sẽ ghi lại nguyện vọng của khách hàng để chuyển cho người dịch tham khảo. Người dịch của văn phòng trong điều kiện có thể sẽ cố gắng thỏa mãn nguyện vọng cho khách hàng. Trường hợp đã xem xét đến nguyện vọng mà người dịch không thể thuận theo ý khách hàng được, văn phòng mong khách hàng thông cảm vì đây là quy định của pháp luật về bản dịch công chứng. Dịch công chứng tại văn phòng công chứng, sử dụng dịch vụ dịch thuật công chứng tại Vinasai thì mất bao lâu thời gian? Các đại công ty dịch thuật Vinasai chúng tôi cũng ưu hóa mọi quy trình hoạt động theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001 sẽ được tiêm cho văn phòng, nên đã rút ngắn đáng kể thời gian dịch công chứng cho khách hàng. Trường hợp thông thường, khách hàng nhận bản dịch đã công chứng vào ngay chiều ngày hôm sau. Trường hợp khẩn cấp, dịch thuật Vinasai vẫn có thể trả sớm hơn, nhưng khách hàng phải trả tiền phí làm gấp. Bản dịch chỉ đóng dấu của dịch thuật Vinasai có giá trị giao dịch như thế nào? Câu hỏi này cũng khá tương đồng với câu hỏi về giá trị pháp lý giữa các đơn vị tư nhân và nhà nước mà Vinasai đã trả lời ở trên. Chúng tôi muốn công chứng sao y bản chính các giấy tờ bằng anh, dịch thuật Vinasai có giúp chúng tôi được không? Trả lời, Vinasai là một công ty dịch thuật và chỉ có chức năng dịch, và người dịch sẽ đi làm thủ tục chứng thực tư pháp cho bản dịch của khách hàng. Như vậy, bản dịch văn phòng trả cho khách hàng đã có dấu của cơ quan chứng thực dấu công chứng. Dịch thuật Vinasai có cung cấp dịch vụ dịch thuật công chứng sao y lấy ngay trong ngày. Tuy nhiên, bạn sẽ bị tính phí làm gấp. Tham khảo chi tiết tại nghị định số 79/2007 NĐ-CP để nắm rõ chi tiết luật ban hành hay được áp dụng tại Việt Nam. Nếu bạn thấy thông tin này hữu ích, thì còn chần chừ gì nữa mà không ấn like và share video. Tin ở phía dưới video này, bạn có thể liên lạc với chúng tôi và nhận tư vấn về dịch thuật khi bạn có nhu cầu.